Ở đây thì nó có hàng ngàn cây cảnh, nhưng mà mình sẽ review những cây cảnh mà nó độc lạ nhất thôi. Đây là cái cây xanh, nguyên một cái tán nó là trái xanh hết đó, không có lá nào hết trơn á, nguyên một cái tán là trái xanh. Tác phẩm này là tác phẩm xanh làng Quy Tô, chủ nhân Hữu Phát, có số điện thoại ở đây. Ồ, tuyệt vời. Bên cạnh đây là một cái cây cây gì đây, kỳ lăng du xuân. Kỳ lăng du xuân chất liệu hoàng anh mộc. Kỳ lăng du xuân giống như mụn kỳ lăng đó, giống như mụn kỳ lăng. Wow, nhìn là giống mụn kỳ lăng phải không? Đó. Nhà vườn Kim Trần có số điện thoại luôn. Wow, giống như mụn kỳ lăng rồi mọi người. À.